Hello 500 anh em, nếu anh em mà tìm một con main nào đủ để chạy 10 năm ấy thì đây là một trong những con main mà mình đánh giá nó có thể đủ khả năng chạy đến 10 năm, tức là đến năm 2021, à lúc 2031 anh em vẫn chạy được con main này. Tại vì sao? Thì tại vì nó có rất nhiều công nghệ mà đến chắc là phải tầm vài năm nữa anh em mới dùng được. Nhưng mà Gigabyte vẫn trang bị, và đây chính là chiếc Z590 Arus Master, là người kế nhiệm của chiếc Z490 Arus Master mà mình đã review trước đây. Thì con Z590 này thay đổi đó chính là nó dùng chipset Z590, chỉ đúng một tên nó mà. Và nó hỗ trợ các CPU Core i thứ 11 như là 11700K, 11900K. Và giá của nó đắt hơn thế hệ trước khoảng tầm 2 triệu, tức là con này có giá lẻ là hơn 11 triệu đồng so với mức giá khoảng tầm hơn 9 triệu của thế hệ trước. Tức là cái dòng Arus Master càng ngày nó càng đắt ra. Và trước khi mình khui hộp ý, thì mình cũng sẽ nhắc các bạn đó chính là với mỗi 5.000 sub chúng mình sẽ có giveaway. Và bây giờ chúng ta đang là 11.900 sub rồi, à 119.000 sub rồi, nên là chúng ta chỉ cần 1.000 sub thôi đã bắt đầu sẽ có chương trình giveaway đầu tiên. Và bây giờ mình sẽ khui hộp ra. Giờ bài đóng hộp này thì đây là con main này, thì mình sẽ bỏ nó ra trước, chúng ta nói chuyện đến con main sau. Về các phụ kiện, chúng ta có một cái sticker Arus ở đây này, một cái sách hướng dẫn, hai cuốn sách hướng dẫn, ba cuốn sách hướng dẫn. Những sách hướng dẫn này thì nó cũng khá là nhiều thứ và các bạn nên đọc. Và về các phụ kiện nhá, chúng ta sẽ có là 4 dây SATA. Dây SATA cả loại đầu cập, cả loại đầu thẳng này. Chúng ta có thêm là bao nhiêu ốc M2 đây. Chúng ta có 3 cái ốc NVMe ở đây, chúng ta có ốc NVMe này. Chúng ta có, đây là dây nối dài RGB. Thì bây giờ các hãng đều trang bị cái dây nối dài RGB rất là tiện cho các bạn có thể là nối dài các đèn LED mà nó không đủ chiều dài. Đây là cảm biến về nhiệt độ, đây là cảm biến nhiệt độ trong máy. Đây cũng là cảm biến nhiệt độ ở trong máy. Rất hay nhá, các bạn có thể để vào các khu khác nhau để xem nhiệt độ trong máy ra sao để điều chỉnh hệ thống cho phù hợp. Đây là cảm biến âm thanh. Đấy, máy ồn thì cho quạt giảm xuống, máy yên tĩnh cho quạt tăng lên. Và mình không biết ba cái dây này là dây gì, một đầu cắm USB, một đầu thì cắm có vẻ như là cắm quạt. Các bạn nào mới biết dây gì thì có thể comment cho mình trong phần dưới video nhé. Còn đến bây giờ thì mình vẫn không thể hiểu đây là con dây gì. Ngoài ra chúng ta cũng bắt đầu G connector và một cái đầu adem Wi-Fi 6E. Một tí nữa mình sẽ nói về Wi-Fi 6E này. Đó, tất cả phụ kiện. Và đến con main của chúng ta. À đây, kia ba cho chúng ta một cái bộ sticker rất là ngầu để các bạn muốn gắn đâu thì gắn. Đặc biệt có con mắt đầu chim này, chúng ta có một cái phong vuốt này, rất nhiều thứ. Cái này thì anh em nào thích màu mè thì gắn thôi. À, rồi, với mức giá 11 triệu đồng, tức là không hề rẻ, thì con main này thực sự là hướng đến các bạn mà dùng những CPU cao cấp như là 11700K hay là 11900K hơn là các bạn dùng CPU Core i5. Tại vì Gigabyte năm nay ý, thì ngoài việc là thay đổi chipset ở dưới này thì họ còn tăng số phase nguồn từ 14 cộng 1 phase ở trên Z490 thành 18 cộng 1 phase 90A ở trên Z590. Tức là khả năng OC cũng như là cái khả năng làm mát hệ thống sẽ tốt hơn. Và thứ hai đó chính là Gigabyte họ cho chúng ta rất nhiều thứ đổi mới ở phía sau. Đầu tiên là cái Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6E thì nó là một công nghệ rất là mới, cho dùng băng tần là 6GHz. Và bây giờ vẫn chưa có router nào có 6E cả, nên là các bạn mà có thì chắc là phải tầm cuối năm nay hoặc là năm sau các bạn mới có các router Wi-Fi 6E để dùng với Wi-Fi của Gigabyte này. Và thứ hai đó chính là Gigabyte cho chúng ta một cái cổng LAN 10 Gigabit. Cổng này ấy, thì thực ra là 99,99% các bạn dùng mạng ở nhà chưa dùng được đến hết cổng 1 Gigabit, chưa nói đến 10 Gigabit. Thế nên là cái cổng này nếu bạn nào các bạn thích có một hệ thống setup 10 Gigabit ở nhà thì các bạn dùng thôi. Còn mình nghĩ là cũng không anh em nào mà xem clip này mà dùng đến 10 Gigabit đâu. Nên đây cũng là một công nghệ mà Gigabyte trang bị cho các bạn và các bạn dùng trong tầm vài năm nữa chắc là mới hết được. Và khác với Z490 năm ngoái, năm nay Z590 thì họ cho chúng ta cổng USB 3.2 nhiều hơn. Năm ngoái thì toàn bộ 4 cái cổng ở đây là USB 2.0, thì năm nay Gigabyte chuyển sang 3.2, nhanh hơn, tốt hơn. Đây là cải tiến rất đáng giá, nó hữu ích hơn nhiều so với Wi-Fi 6E và cổng LAN 10G này. Và tiếp theo thì một cải tiến nữa của Gigabyte, và có lẽ là nó là cải tiến cuối cùng rồi, đó chính là PCI Express 4.0 ở trên tất cả hai khe này. Và hai khe này thì các bạn sẽ chạy được PCI Express 4.0 khi các bạn gắn các CPU Core i thế hệ 11, bao gồm là 11700K, 11900K, 11600K hoặc các CPU đời 11 khác. Và ngoài ra thì Gigabyte cũng hỗ trợ cho chúng ta đó chính là khả năng chạy SSD NVMe Gen 4 có tốc độ rất là cao. Nhưng mà bây giờ Gen 3 thì mình cũng nói đây, đây là một con main các bạn có thể dùng đến 10 năm nữa các bạn vẫn chưa gọi là dùng hết được tính năng. Tại vì bây giờ nhá,
các bạn chơi game ấy thì mình đảm bảo là các bạn dùng ESD, NVMe, Gen 3, các bạn dùng với Gen 4 các bạn không cảm nhận sự khác biệt đâu. Và thứ hai đó chính là cổng Wi-Fi 6E. Bây giờ cũng không có router chúng ta dùng, chúng ta vẫn phải đợi router Wi-Fi 6E. Và các bạn cần một setup Wi-Fi 6E trong nhà. Và cái thứ ba đó chính là cổng LAN 10GB. Bây giờ dùng 1GB, 2GB còn chưa hết, giờ Gigabyte cho luôn 10GB. Để nói chung là các công nghệ tối tân thì rất nhiều, được trang bị rất nhiều ở trên combo này. Chúng ta ngoài ra thì các cái cổng RGB, cổng cắm quạt rất là nhiều, rất là đa dạng. Và nhưng mà để dùng hết thì mình nghĩ là các bạn cũng chả dùng hết đến con này đâu. Thì đây vẫn là socket LGA1200 nhá. Các bạn gắn những CPU như là Core i9 10900K và vẫn dùng được. Nhưng mà thực sự mình khuyên các bạn, nếu bây giờ các bạn mà có đủ tiền sẵn sàng mua một chiếc set mainboard Z590 thì các bạn hãy đợi cho mình đến khi nào các CPU đầu 11, thế hệ 11 bắt đầu ra mắt thì các bạn mới là mua cho mình, đó chính là mainboard Z590. Tại vì bây giờ các bạn mua mainboard này, các bạn gắn lại thêm vào những cái gắn vào CPU cũ chẳng hạn thì nó rất là phí, tại vì nó không tận dụng hết những tính năng. Các bạn sẽ không tận dụng được cái PCI Express Gen 4 ở trên này. Và bây giờ thì mình sẽ cắm vào để các bạn xem đèn LED. À mà sau chúng ta có một cái backplate nhá. Thì Gigabyte lúc nào cũng thế, họ làm một cái backplate rất chắc chắn. Thật sự thì nó làm cái cảm giác mềm rất cứng, cứng hơn không biết nói như nào, nhưng mà cầm nó rất là cứng cáp. Thì bây giờ mình sẽ gắn nó vào ở trên cái bên table này để cho các bạn nhìn đèn LED của nó xem ra sao. Tại vì bây giờ mình cũng chưa có CPU thế hệ 11 ở trên tay. Thực ra là có rồi nhưng mình chưa được phép đăng video, nên là mình cũng sẽ chỉ để gọi là khui hộp giới thiệu cho các bạn. Đó chính là các cái tính năng về mới của những con main Z590 này thôi. Chứ còn nếu mà để gọi là test sâu xa về hiệu năng Epson các thứ ấy, thì mình nghĩ là trong những video sau khi mà mình có trên tay những con CPU đầu bảng của Intel. Rồi bây giờ mình sẽ dùng tạm là con 10900K gắn vào đây thôi để nó lên đèn là chính. Còn các thứ khác thì mình cũng không quan tâm lắm. Chúng ta chỉ cần nó lên đèn để mình xem thử đèn LED của nó ra sao mà thôi. Đấy. Một con tản nhiệt giá rẻ cắn vào cho đỡ cháy CPU. Và đây là một cái rất hay. Nãy mình có unbox nó là G-Connector, thì các bạn cũng chắc không biết là cái gì. Thì các bạn chắc chắn sẽ rất là cực khổ khi mà cắm, đó chính là cái cổng front panel. Đó là cổng đây này. Thì bây giờ Gigabyte cho bạn một cái cổng để các bạn có thể cắm trực tiếp vào luôn. Ví dụ đây đó chính là đầu power switch này. Thì mình sẽ cắm vào power switch luôn trên này. Đấy, đây là đầu dây LED, power LED. Đó, chúng ta cắm vào đây luôn, rất là dễ dàng. Và sau đó là cắm thẳng trực tiếp vào đây, đúng không nhỉ? Đây. Đó, rất dễ dàng. Và bây giờ mình chỉ việc là cắm cái dây nguồn vào. Thì các bạn nhé, sẽ thấy là chúng ta sẽ có các LED chủ yếu. Nó sẽ ở hai khu vực, đó chính là ở bên của chipset, bên cover này, IO cover này, và một con đầu con chim đại bàng ở dưới. Và hai khu vực LED này đều là RGB nhé, LED cầu vồng, nhưng mà Gigabyte thì họ để mặc định là LED màu da cam, đúng với tông màu của hãng. Thì các LED này các bạn có thể điều khiển được thông qua phần mềm Arduino Engine. Thì năm nay mình nhìn thấy thì nhìn nó đỡ nhức mắt hơn năm ngoái. Năm ngoái thì 490 thì đèn LED nó không được đẹp cho lắm, năm nay thì nhìn nó thanh thoát hơn. Còn về tổng thể thiết kế thì đối với mình thì nó không khác quá nhiều so với cả các thế hệ cũ, đó chính là con Z490 Automaster. Cái điểm cải tiến đó chính là duy nhất, đó chính là chipset Z590 và PCI Express 4.0. Nhưng mà những cải tiến đấy, và ngoài ra chúng ta còn có Wi-Fi 6E này, chúng ta còn có LAN 10GB này. Nhưng mà những cải tiến đó thực sự là nó bây giờ nếu mà để dùng, các bạn tận dụng hiệu quả những cái đấy thì có lẽ là nó hơi thừa. Và các bạn mục đích chính khi mà các bạn sắm con mainboard này thì có lẽ là phải về sau khoảng tầm mấy năm nữa, các cái công nghệ như Wi-Fi 6E, LAN 10GB hay là PCIe 4.0 nó phổ biến hơn, thì lúc đó chúng ta mới có được, đó chính là tận dụng hết khả năng của con main này. Và nó thật sự là những con như 3080, 3090 ấy, các bạn cắm ở trên PCIe 4.0 nó cũng chỉ hơn trên 3.0 khoảng tầm 1%, và điều đó rất là ít, rất là thấp và cực gần như không thể nhận ra. Và mình vừa thu hộp đó chính là chiếc Z490 Aorus Master đến từ Gigabyte. Và con bên này nó có giá là hơn 11 triệu đồng, khoảng 11,5 triệu đồng. Và sắp tới chúng mình cũng sẽ unbox rất là nhiều những cái main Z490 vào khoảng tầm tháng 3.
Thì lúc đó thì hạn NDA của những CPU Core i11 đã kết thúc, và lúc đấy mình có thể ép sung và cũng như là thử nghiệm những con CPU mới nhất Core i11 ở trên những mainboard Z790 này để xem là chúng ta có bỏ tiền ra để mua những con mainboard đắt hơn nó có đáng hay không. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong các video unbox những cái mainboard Z790 tiếp theo. Bye bye.